Xin chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô và các bạn cách chúng ta tạo một cái đề kiểm tra tự luận trên IOTA và cách chấm bài của học sinh trực tiếp trên IOTA. Thì đầu tiên chúng ta đăng nhập vào cái giao diện IOTA thì nó có cái giao diện màn hình chính như thế này. Về cách đăng ký tài khoản và đăng nhập tạo đề kiểm tra trắc nghiệm thì hôm trước mình đã hướng dẫn rồi. Các thầy cô có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của phía dưới mô của video. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các thầy cô cách chúng ta tạo một cái đề tự luận. Thì hôm trước là đã có cái hướng dẫn cái phần trắc nghiệm rồi, hôm nay là tự luận. Và các thầy cô cũng có thể là soạn một cái đề vừa trắc nghiệm vừa tự luận. Và chúng ta cùng thực hiện cũng rất là tốt ở trên cái giao diện IOTA này. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cái phần tự luận thôi. Để đưa cái đề thi lên á, tạo cái nguồn tư liệu đề thi ở trên giao diện này á, thì chúng ta soạn một cái đề trước trên file Word hoặc là DBF đều được. Hay ví dụ như chúng ta đã soạn một cái đề kiểm tra môn toán lớp 6 đi, môn toán lớp 6 này. Này là theo bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Đây gồm các cái bốn cái câu tự luận này. Các thầy cô có thể là thêm các cái phần trắc nghiệm vào cũng được. Riêng phần trắc nghiệm thì học sinh sẽ làm trực tiếp trên điện thoại hoặc trên máy tính. Còn cái phần tự luận này thì nếu mà ngắn thì học sinh cũng điền trực tiếp trên máy tính hoặc là trên điện thoại đều được. Hoặc là các em làm ở ngoài giấy rồi các em chụp ảnh rồi ép vào. Thì phần mà học sinh hướng dẫn học sinh làm thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Bây giờ cũng như hôm trước mình đã hướng dẫn rồi, chúng ta yêu cầu để mà tạo cái đề mà cho IOTA nó nhận á, nhận diện thì chúng ta ghi câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, vân vân. Và sau khi hết cái đề thì chúng ta đánh chữ hết in. Nếu đối với đề trắc nghiệm thì chỗ này là chúng ta sẽ kể cái insert cái table vào để mà chúng ta cho cái đáp án. Còn đối với tự luận thì chúng ta không có đáp án, chúng ta hướng dẫn chi tiết. Cái phần hướng dẫn chi tiết này thì sau khi học sinh làm bài xong và do cái cài đặt của chúng ta xong thì các em đối chiếu vào cái kết quả để kiểm tra cái kết quả làm của các em thử đúng hay sai. Đó là cái phần hướng dẫn chi tiết này. Đây là cũng như là cái đáp án của chúng ta đó. Chúng ta để như thế này thì nó sẽ khi đưa lên IOTA nó sẽ hiển thị khi học sinh thi xong và có nhu cầu xem lại kết quả. Như vậy đây mình tạo cái đề gồm 4 câu, mỗi câu có hai cái ý nhỏ. Đó. Rồi chúng ta lưu lại. Lưu ý là chúng ta không có định dạng ở các cái trang cái chữ đầu để chúng ta đánh, không có định dạng gì hết. Cuối đề là đánh chữ hết. Rồi. Đó là phần cái đề. Rồi chúng ta lưu vừa rồi test. Rồi chúng ta mở cái giao diện IOTA ra và chúng ta vào đề thi. Rồi chúng ta vào là tạo đề. Rồi chúng ta chọn là nếu mà chúng ta đánh trên chuyển sang file PDF thì chúng ta click vào đây. Còn chúng ta còn ở cái file Word thì chúng ta click vào biểu tượng này. Rồi chúng ta chọn vào cái dấu mũi tên này, hoặc là chúng ta kéo thẻ từ ổ đĩa nơi chúng ta lưu qua cũng được. Đây, chúng ta click vào dấu mũi tên. Rồi chúng ta dẫn đến cái ổ đĩa nơi lưu trữ cái đề kiểm tra của chúng ta, kiểm tra tự luận toán lớp 6. Rồi như vậy thì nó đã đang ép cái đề của chúng ta lên. Như vậy là đã ép lên thành công, gồm 4 câu. Và phần điểm này thì nó mặc định là mỗi câu 1 điểm. Mình có thể là ví dụ có trắc nghiệm 4 câu trắc nghiệm rồi 6 câu trắc nghiệm thì 6 điểm, còn này là mỗi câu 1 điểm thì cộng là 10. Hoặc là chúng ta có thể là 4 câu này là 10 điểm, tùy cái cấu trúc đề của chúng ta. Ví dụ như mỗi câu này là 2 điểm đi, 2 đi. Câu này 3 này, 3 à, như vậy là 10 điểm nếu không có cái phần. Và cái phần sau mỗi cái bài này có phần
giải thích chi tiết, nghĩa là cái đáp án của chúng ta. Và khi trên này thì chúng ta nếu mà nó có cái nhầm gì đó thì chúng ta cũng có sửa ngay, có thể sửa ngay chỗ này được. Như vậy cái bài các cái câu hỏi đó lên nó đã định dạng qua này, và đáp án là nó đưa xuống phần là giải thích chi tiết. Đó, rất là hay, rất hay. Đó, sau khi hoàn thành xong chúng ta cho chọn điểm rồi á, thì đây là câu hỏi tự luận, nó tự nhận này, tự luận này. Đó, nên là chúng ta để như nguyên cái định dạng như thế này. Chúng ta thấy có cái biểu tượng kim kẹp này, thì học sinh sẽ đính kèm cái tệp vào trong các cái câu câu hỏi và các câu trả lời. Đó, rồi chúng ta lưu. Như vậy sau khi lưu xong thì chúng ta định dạng thiết kế lại cái thời gian này, thi này, thời gian cho phép này, có thể nhập mã đề thi hoặc không này, rồi chỉ cho thi một lần thì chúng ta nên kích lên để học sinh chỉ thi một lần thôi này, giám sát tự động đảo câu, ví dụ đảo câu được và đáp án thì đối với trắc nghiệm này. Rồi cho phép xem đáp án khi thi xong này, cho phép xem điểm khi thi xong này. Đối với những câu tự luận thì khi thi xong nhưng mà phải giáo viên chấm xong mới xem được điểm. Rồi, chúng ta click vào xuất bản. Sau đó chúng ta copy đường dẫn nè, copy đường dẫn và gửi cho học sinh. Thì học sinh thì có thể là chúng ta đã tạo lớp trước thì dẫn là chúng ta chuyển vào lớp, hoặc là học sinh có thể là khách tự do, chúng ta không cần phải đưa lớp vào trong cái Azota. Chúng ta chỉ việc gửi cái đường link này trên nhóm Zalo của lớp chúng ta, thì mỗi em nhận được cái đường link sẽ tự đặt cái tên của mình và làm bài tập. Đó. Phần này, phần học sinh làm bài tập thì tí mình nữa mình sẽ hướng dẫn. Rồi, giờ mình gửi đến cho học sinh trong nhóm Zalo ha, gửi trên Gmail đồ vân vân, bất kỳ. Rồi sau khi chúng ta đã gửi cái đường link cho học sinh thì chờ học sinh vào mở cái đường link lên. Đây, click vào cái đường link này. Rồi sẽ lúc đó sẽ ra cái bài tập mà chúng ta giao. Kiểm tra tự luận toán lớp 6. Thời gian 40 phút. Số lượt làm đề là chúng ta chưa làm lần. Số câu hỏi là 4. Chúng ta click vào là bắt đầu làm bài. Đó, chúng ta điền họ và tên vào, ví dụ như Nguyễn Văn Anh. Đó, ví dụ như vậy, xác nhận. Rồi đây là bài thi hỗn hợp các tự luận, để trả lời câu hỏi tự luận bạn có thể làm trực tiếp trên hệ thống hoặc làm ra giấy chụp ảnh rồi gửi file đến kèm. Chúng ta click vào tôi đã hiểu. Rồi như vậy thì nó sẽ hiện lên là bốn câu này, và chúng ta có thể là trả lời trực tiếp trong đây, trong cái ô này, ô trống này, chúng ta đánh chữ trực tiếp được nè. A bằng 23, B bằng 36, tính A cộng B và B cộng A, ví dụ như A. A cộng B thì sẽ bằng 23 cộng 36, 3 cộng 36 và bằng 59. Ví dụ nhỏ nhọt như vậy, chúng ta có thể nhập vào, hoặc là chúng ta làm hết trong giấy và chúng ta đính kèm tệp ở phía trên. Đây, chúng ta click vào đính kèm tệp, chúng ta làm ở giấy hết 4 câu này, 4 câu. Rồi chúng ta đính kèm tệp, sau đó chúng ta chụp ảnh cái tệp, cái bài mà chúng ta làm trên giấy đó. Chúng ta click vào, chọn máy ảnh,
hoặc là tệp. Nếu chúng ta chọn đã chụp sẵn thì chúng ta click vào tệp. Nếu chưa chụp sẵn thì chúng ta click vào là máy ảnh. Rồi, lúc này là chúng ta chụp cái phần làm bài của chúng ta. Ví dụ như đây là cái phần làm bài đây. Ví dụ như thế này. Đây. À, ví dụ thôi. Rồi, chúng ta click vào xác nhận. Chờ nó bóc tải lên. Rồi, xác nhận. Đó là xong. Chúng ta thấy là đã đính kèm một cái file ảnh rồi. Rồi, chúng ta click vào nộp bài. Chúng ta bấm là hoàn thành. Như vậy là chưa có điểm vì là bài này giáo viên chưa chấm, bài tự luận. Chúng ta chờ giáo viên chấm thì sẽ có điểm. Rồi, lúc này thì ở giao diện của giáo viên, chúng ta vào đề thi này, vào là kiểm tra tự luận toán 6 này. Rồi chúng ta thấy là có một lượt làm đề, đó nghĩa là một học sinh đã làm. Rồi, chúng ta là ở đây là cái tên của em Nguyễn Văn Anh này. Rồi, và có một tệp tính kèm, thời gian là bài 2 phút và mới nộp cách đây 35 giây, chưa chấm thì chúng ta click vào. Rồi, lúc này đây, nếu học sinh đã đến trực tiếp trên điện thoại thì sẽ hiện lên này. Hiện lên. Còn nếu không thì sẽ đính kèm tệp. Đây, ví dụ như khi em làm trên cái trang giấy A4, trên giấy bài kiểm tra như thế này thì chúng ta sẽ chấm bằng cách chúng ta chấm từng câu. Ví dụ câu này đúng thì chúng ta click vào, nghĩa là chúng ta click một click thì nó sẽ hiện chữ D là đúng. Nếu chúng ta click hai, click hai lần là nó hiện chữ sai. Chúng ta click lần nữa là nó sai, thấy chưa? Ở đây bài này là đúng. Giờ chúng ta cũng có thể là xóa đi. Chúng ta chấm lại. Và cái chỗ chữ này chúng ta có thể di chuyển được. Rồi, ví dụ như câu A này đúng. Đúng. Ví dụ câu này sai. Chúng ta click lần nữa này là sai. Mà câu này là đáp án mình là nên đúng. Rồi, như vậy chúng ta chấm. Cái là chấm nhầm chúng ta có thể xóa đi. Đó, ví dụ như vậy. Và chúng ta cũng có thể nhận xét. Nhận xét cái bài của học sinh bằng cách click vào cái tờ viết này. Rồi, click vào chữ T. Rồi, chúng ta có thể nhận xét là làm bài tốt. Ví dụ vậy. Ví dụ như chúng ta nhận xét như thế này. Đó. Chúng ta cũng có thể di chuyển được. Đó. Nhận xét cho rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ lên trên này, chúng ta cho điểm câu 1 là 2 điểm. Làm đúng hết thì chúng ta cho 2. Câu 2 2 điểm, câu 3 là 3 điểm. Nhưng mà có thể mình câu 4, 3 điểm. Mình có thể ví dụ câu 4 còn thiếu ý gì đó thì chúng ta có thể cho 2 điểm chẳng hạn. Rồi, chúng ta lưu điểm. Ví dụ câu 4 là đang còn thiếu ý, cho 2 điểm thôi. Ví dụ như vậy. Chúng ta lưu điểm. Lúc này cái điểm của em học sinh Nguyễn Văn Anh đã hiện lên là 9 điểm. Lúc này trên giao diện của học sinh trên giao diện của học sinh thì chúng ta là thấy rằng là đã chấm điểm và hiện điểm 9. Hiện điểm 9 này, hiện điểm 9 lên. Và chúng ta có thể xem đáp án chi tiết. Đó, đáp án, kết quả chấm điểm và đáp án của từng câu. Đây, vào cái kết vào chỗ giải thích này là nó sẽ hiện ra cái đáp án cho chúng ta. Rất là tiện lợi, rất là hay.
đó, chúng ta biết được điểm này, rồi biết được cái đáp án, rồi đối chiếu với bài của mình, rất là tiện ích và giúp cho giáo viên giao bài trực tuyến và chấm trực tuyến, tương tác tốt với học sinh, thực hiện thuận lợi trong quá trình đánh giá học sinh. Chúc quý thầy cô và các bạn chúng ta thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.